Kính chào các huynh đệ và các bạn. Cũng gần hơn 3 tháng, Thọ Khang Bảo Giám Confession đã đồng hành cùng với mọi người. Qua những confession, chúng ta không khỏi bồi ngùi thương cảm trước những số phận trớ trêu. Cũng vì một chữ dâm mà cuộc đời trở nên bi kịch, cuộc sống trở nên bế tắc. Những ai thức tỉnh rồi sẽ thấy tất cả chỉ là một giấc mộng phù hoa. Nghiệp chướng lăn lòn hại xác thân, chuông lành buông tiếng vọng bon ngân. Cương thường gánh nặng trai dình tròn, tờ tóc vai quần gái vẹn phân. Cuộc đời bi thương của cô gái quê lên thành phố. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin sám hối trước Đức Phật A Di Đà cùng mười phương chư Phật, chư Bồ Tát và chư Thiên Hộ Pháp. Con xin sám hối trước tất cả liên hữu đồng tu cùng khắp pháp giới chúng sanh. Con muốn được kể về cuộc đời của mình. Con là một cô gái sinh năm 1982. Vào năm 2000, con vẫn còn là một cô gái ngoan ngoãn, mọi người ai cũng yêu quý. Lần đầu tiên, con bước chân lên thành phố tìm việc làm. Con gặp và ở cùng với một người bạn nữ làm cùng công ty giày. Và rồi một ngày đen tối cũng đến. Người bạn đó đã rủ con đi chơi. Đó là ngày định mệnh cho cuộc đời đầy nhơ nhuốc của con. Người bạn gái đó đã rắp tâm bán con vào một quán. Con bị nhốt trong phòng kín để tiếp khách. Khi đó con không chịu, thế là họ đã đánh đập con. Họ đã cho hai người đàn ông vào để làm nhục con. Con đau đớn nhục nhã. Một ngày kia, lợi dụng lúc sơ hở, con đã trốn ra ngoài. Nhưng chỉ được một đoạn thì bị chủ quán đuổi theo bắt lại. Con đã cầu cứu những người đi đường nhưng không ai dám can thiệp. Đau đớn, tuyệt vọng. Ngày hôm sau, một người đàn ông đã xả thân cứu con. Lúc đó, con cảm kích vô cùng. Ân huệ này sao con trả được hết đây? Con đã đi theo người đàn ông đó, những tưởng anh ta là một anh hùng, ai dè anh ta lại bán con vào một quán lớn hơn. Khác với quán trước là chủ quán này vô cùng nâng niu, chiều chuộng con. Con đau đớn, gục ngã, mất hết niềm tin vào tình bạn và tình yêu. Người bạn thân nhất thì phản bội, đẩy con vào con đường dơ bẩn. Người đàn ông xả thân, tưởng vì con, nhưng không phải vì con. Con hận người, hận hết tất cả. Để trả thù đàn ông, con đã chính thức dấn thân vào cuộc chơi. Ôi, con thật vô minh và ngu si quá. Con đã chiều theo lòng bà chủ, ăn mặc thật đẹp, trang điểm thật lộng lẫy. Chả mấy chốc, con thành kỹ nữ nổi tiếng trong giới làng chơi bấy giờ. Lúc này, khách không chọn con mà con tự chọn khách. Giá của con thường đắt gấp đôi những nhân viên khác. Nhưng rồi, quả báo cũng đến. Con có thai,
bà chủ đã đưa con đi phá. Bà ấy đã sắp đặt trước, tiêm cho con một liều thuốc vô sinh. Con lại lao vào các cuộc chơi vô bờ bến. Dần dần, con trở thành cái gai trong mắt các nhân viên khác, vì bà chủ đã bắt các nhân viên khác phải phục vụ con, nên họ mang lòng thù hận. Họ đã lén theo dõi và hỏi địa chỉ về nhà con. Họ đã nói ầm ĩ lên con là Kay, là gái làm tiền. Một mặt ở trên này, nhưng bà chủ đi vắng, như thường lệ, con được bà chủ xây riêng cho một phòng. Đang ngủ thì họ quay vào đánh con tới tấp. Khuôn mặt bị họ cào cấu cho biến dạng. Mặt mũi như vậy, con thất thiểu về quê, nương nhờ vào tình thương của cha mẹ và mọi người. Nhưng không, ai cũng khinh bỉ con, tuyệt vọng. Rồi người yêu cũ của con đã tìm về. Anh ấy vẫn chấp nhận lấy con, tưởng xe hoa ngập trời hạnh phúc. Nhưng không ngờ, nhà chồng lại là vị khách trả giá cao hồi nào. Lại một lần nữa dậy lên làn sóng. Thằng Toàn có con vợ là Kay. Đi đâu, con cũng bị những ánh mắt nhìn khinh miệt không lối thoát. Con lại bỏ đi. Con và chồng chia tay nhau. Con đi tìm việc làm, xin việc ở đâu thì cũng là những lời phỉ báng. Sau cùng, không còn đường nào để đi. Con lại quay đầu vào con đường tội lỗi đó. Rồi một vị khách nọ gặp con, họ chấp nhận lấy con. Vì bị vô sinh nên cũng tròn 3 năm, chồng cũng bỏ con. Nhục nhã không còn lối thoát, con đã tìm đến cái chết nhưng không thành công. Năm 2009, con đã gặp được Phật Pháp. Do cơ duyên, Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát đã gia hộ cho con. Học Phật Pháp rồi, con thấy mình tội lỗi vô cùng, con thành tâm sám hối. Trước chưa biết đến Phật Pháp thì sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói lời thiêu dệt, vọng ngữ, dùng những chất gây nghiện. Tội gì con cũng có. Nay con biết mình đã bị quả báo, mọi người khinh ghét, phỉ báng. Thật là khủng khiếp, quả báo của tà dâm. Con mong tất cả mọi người, nhất là những người đàn ông, đừng vì ham muốn của mình mà đẩy bao người con gái vào con đường khổ nhục đó. Con biết có những người con gái vì ham chơi đua đòi, muốn có tiền để ăn chơi nên đã dại dột đi vào con đường đó. Cũng có một số không ít bị dụ dỗ lừa bán vào con đường đó. Họ cũng chỉ là nạn nhân mà thôi. Mong mọi người tránh xa dâm dục và xin hãy cho những người biết quay đầu hối lỗi ấy một cơ hội để họ làm lại cuộc đời. Con xin thành tâm sám hối những nghiệp con đã làm. Con nguyện tất cả những người đã phạm lỗi như con, cùng tất cả những người đàn ông đã từng gian dâm với con, cùng tất cả những người đã từng oán hận con, tất cả những người bị con tức giận lại, nghiệp chướng tiêu trừ, gặp Phật nghe Pháp, tín nguyện hạnh trì danh hiệu Phật A-di-đà, cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Nguyện hết thảy chúng sinh đồng tín niệm Di Đà, đồng nguyện sanh tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.